quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có Người trẻ và những thắc mắc. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Chào cha. Chào cha. Chào mọi người. Chào con. Anh ơi xem. Anh ơi xem. Con là Phúc ạ. Phúc ạ. Dạ, vâng. Tên đẹp quá. Còn đây là con là Ngọc ạ. Ngọc. Dạ. Trời ơi, tên hay quá. Phúc Ngọc. Ngọc Phúc. Dạ. Tuyệt vời con. Dạ, cảm ơn cha. Dạ. Hôm nay cha đang đi rong rong ngoài kia, tự dưng chúng con bắt cóc cha vào đây. Phải có lý do chứ cha, phải có lý do mà bắt cóc cha vào. Cha đang vui với lại cảnh tượng xung quanh. Nhưng mà cha thấy chúng con bắt cóc cha cũng thích. Dạ. Bởi vì cha thấy tụi con đẹp quá. Thành thử ra chắc là có cái gì hay hay muốn nói chuyện với cha. Dạ vâng, tụi con có nhiều thứ để nói, muốn nói chuyện với cha, trao đổi với cha. Nào hôm nay là ngày thứ mấy rồi này? Dạ hôm nay Chủ nhật. Chủ nhật là lễ là gì chưa? Dạ chưa, con đang đợi cha làm lễ. Vậy à? Ừ, cha không có làm con. Sao mà cha? Cha chỉ dâng thôi. À. Tụi con mỗi lần về đây, cha nói thật, cái cảnh tượng Giáng sinh ở đây cũng làm cho cha cảm thấy rất là vui. Nó có một cái không khí thân mật. Và mặc dù là thấy có những cái sinh hoạt có vẻ như là náo động và nó có vẻ tưng bừng ha. Thế nhưng mà nó cũng mang một cái bầu khí ấm cúng. Là bởi vì có lẽ Giáng sinh đối với người Kitô giáo của chúng ta, đối với người Công giáo chúng ta cách riêng. Khi chúng ta nhìn vào cảnh của hang đá đó, thì Giáng sinh lại gợi nhớ cho chúng ta cái bầu khí của một gia đình. Yeah. Thành thử rằng là gia đình thì bao giờ cháu cũng cảm thấy có một cái gì nó ấm cúng, nó sẽ nó đi vào trong lòng của mình. Dạ yeah, đúng rồi. Yeah, yeah. Cha không biết chúng con làm sao nhưng mà cha cứ mỗi lần Giáng sinh về cha lại nhớ lại những cái kỷ niệm thơ ấu của cha. Yeah. Rồi kỷ niệm của những cái lúc mà tuổi tuổi mới lớn, rồi tuổi lớn, rồi tuổi nhớ nhớ. Tuổi nhớ nhớ của cha chắc thú vị lắm nhỉ. Thì có lẽ khó để mà có thể chia sẻ được với lại thế hệ của tụi con. Yeah. Bởi vì có thể có nhiều cái cảm nhận khác nhau. Yeah. Nhưng mà cha thấy chúng con trẻ như vậy thì cha cũng đang tò mò để hiểu xem là cuộc sống của chúng con thường ngày. Và người trẻ thì chắc chắn là cũng có nhiều cái rạo rực thao thức của yêu thương. Dạ, thành vâng. Từ cha không biết là chúng con có bồ chưa? Chưa cha. Tụi con còn ế lắm cha. Ôi như vậy. Dạ. Trời ơi, người còn bữa nay phân định ơn gọi. À thế à? Dạ vâng. Ồ thế à? 23 năm chưa một người theo đuổi cha. Vậy cha hơi lo đấy. Là bởi vì ơn gọi toàn người ế như vậy thì chết. Vào trong kia thì ế lăn ế dài ra không được. Dạ. Thì không biết chúng con cảm nghiệm sao đối với cha thì cái ấm cúng của gia đình bao giờ cũng là một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn qua cái khung cảnh của hang đá. Yeah, vâng. Có Đức Mẹ Thánh Giuse, có Chúa Hài Đồng. Và bây giờ nghĩ đến gia đình thì tự dưng mình cũng bắt đầu liên tưởng đến gọi là các gia đình, trong đó có cha mẹ hả? Yeah. Mà cha nghĩ là mừng tượng đời sống gia đình của tụi con, không khí của gia đình chúng con đến vào những ngày lễ thì cuộc sống gia đình của tụi con như thế nào? Thường thường thì chúng con có cái cảm nghiệm gì về gia đình, về ba mẹ, về anh em trong nhà và về những người xung quanh và cái thao thức của người trẻ về yêu thương về gia đình. Dạ. Cha cũng muốn tò mò hỏi. Cha làm con gợi nhớ đến một người bạn của con, họ cũng hay hỏi con lắm. À. Họ hỏi con là Phúc ơi, ở nhà bình thường á ba mẹ của mình á thì cũng rất là yêu thương nhau. Yes. Nhưng mà thỉnh thoảng tự nhiên họ lại cãi nhau. Họ có vậy những à? Cái vấn đề rồi họ cãi nhau xong thì mình đứng giữa như vậy, mình làm con cái, mình cũng không biết phải làm như thế nào, khi làm sao để theo bố hay là theo mẹ rồi. Bố mẹ thì cãi nhau, nhưng mà đối với chúng con thì chắc là cha mẹ không cãi nhau đâu. Họ bắt đầu ý kiến. Yeah. Bởi vì thật sự ra mà nói, nếu như chuyện trong gia đình mà có cái chuyện mà bất đồng ý kiến hoặc là nó có những cái ngôn từ hoặc là những cái lời nói nặng nhẹ thì
có lẽ nó cũng xảy ra thường, và nó cũng xảy ra cho bất cứ gia đình nào, thì cha thấy đó là một cái chuyện cũng gọi là, mình không dám nói rằng là nên xảy ra thường xuyên, nhưng mà đó, gia đình có những cái đó. Thì cha không biết chúng con muốn hỏi cha làm sao, hỏi về cái gì. Dạ con, thì bạn nó có thường hay hỏi con là đứng giữa như vậy thì mình nên làm gì, mình nên có nên đứng về một bên hay là vẫn đứng giữa, rồi nên làm gì? Làm con khó lắm con ạ. Vấn đề là chúng con chẳng muốn đứng về phía bên nào cả. Chúng con không muốn đứng về phía bố hay phía mẹ. Mà chúng con không muốn đứng về cái gọi là cái phe hay phía. Cái ao ước mà cha chỉ nói trong cái nhãn quan, hoặc là trong cái một người con đó, trong cái vị trí đó. Cái ao ước của mình là gì? Là cha mẹ có lẽ nên tìm một điểm chung. Nên tìm một cái vị trí chung mà không cần phải gọi là bất đồng chính kiến. Có lẽ cũng nêu ra một vài cái điểm khác biệt, nhưng mà cuối cùng rồi giúp cho cha mẹ tìm được một điểm chung. Hay là chúng con nhận ra một điểm chung để bố mẹ lấy cái đó để mà khuyến khích tinh thần cha mẹ, thay vì đứng vào phía nào. Cha nói thì dụ như bố bảo chứ ở tại mẹ như thế này, rồi thì mẹ bảo tại bố thế kia. Chúng con đừng có nên đi vào ở tại sao bố lại như thế hoặc là mẹ lại như vậy. Cái tốt nhất là chúng con có thể nói là con rất buồn khi nghe bố mẹ nói cái điều này, nhưng mà hàng ngày con thấy bố mẹ thương nhau mà, bố mẹ có những điểm chung mà. Vậy là thế cái... mình khuyến khích cái điểm chung đó, tự dưng nó giúp cho cha mẹ có một cái rút mở. Thì đối với cha là vậy. Đừng chú tâm quá với những cái tiêu cực, để rồi chúng ta đứng ở trong cái vị trí là phải giải quyết những vấn đề mà không phải trách nhiệm của mình. Nếu mà những vấn đề mà có trách nhiệm nặng thì dĩ nhiên tụi con phải hỏi bàn ý kiến với những người khôn ngoan, thì như vậy nó giúp cho chúng con hơn. Chị thấy là như gia đình mà em kể thì cũng nó nhiều mâu thuẫn, nhưng mà chị cảm thấy cũng hạnh phúc rồi. Cũng chị cảm thấy là có một số gia đình còn khá là bất hạnh và hơi vấn đề tâm linh thì họ vẫn chưa được ổn. Cha, con có muốn hỏi cha một câu ạ. Nếu mà gia đình á, trong gia đình đó mà có người con á mà lấy người ngoại đạo á, mà không phép tắc gì hết, không phép chuẩn, không hôn phối luôn, mà nếu mà người cha mẹ mà chấp nhận cho người con ấy cưới và tổ chức hôn lễ cho người con ấy, thì theo luật giáo hội á, một số địa phương con thấy là không cho cha mẹ rước lễ luôn, không được lãnh nhận bí tích thánh thể. Thì cha mẹ đó cảm thấy rất là khổ tâm, họ rất là buồn bên con mình, bên Chúa. Và nếu mà không cho con mình cưới thì không tổ chức để cưới cho nó thì tội. Còn nếu mà tổ chức thì lại mình lại không được cái đó, thì không được rước lễ, thì con cảm thấy... Cha thấy bố mẹ có những quan tâm rất là đáng... Mình phải nói là mình đáng chú ý về cái bổn phận của cha mẹ, phải không? Bố mẹ thì bao giờ cũng vậy, luôn luôn là có một cái quan tâm sâu xa về con cái. Và cho dù con cái có lớn chăng nữa mà đi đến một cái mức độ xa nào nữa thì cái nỗi lo nó vẫn nằm ở trong cái con người của mình. Cho nên là làm cha làm mẹ thì sẽ lo và lo cho đến chết. Và đừng có bao giờ bắt bố mẹ đừng lo, là bởi vì khi bảo họ đừng lo tức là mình không cho họ làm cha làm mẹ rồi. Thấy không? Thế mà nãy giờ cha thấy là mặc dù nói về bố mẹ, nhưng mà cha lại thấy cái hình ảnh mà cái chuyện chính ở trong đây nó lại không phải là cha mẹ, mà nó là hai người con. Tại vì đám cưới thì đám cưới của hai người con. Đúng không con? Cho nên là nó đâu có phải là cái chuyện của bố mẹ nữa, mà là chuyện hai người con. Thế thì cha đang đặt câu hỏi ra là thế cái vai trò và vị trí của hai anh chị này nằm ở đâu? Là bởi vì nếu như là đám cưới của mình và hai anh chị cũng có cái tiếng nói, và hai anh chị cũng có cái sự trình bày về cái trung thực về cái hoàn cảnh của mình, và một cách nào đó thì nếu như cha mẹ tỏ ý là nếu chúng con, nếu mà hai bên đó thì không chia sẻ được một niềm tin, thì chúng con nên có một cái nhìn chứng chắn về cái việc mà chúng con tiến tới hôn nhân. Hôn nhân nó sẽ có những cái lúc mà phẳng phiu, nhưng có những lúc nó sẽ gồ ghề, có những lúc nó sẽ êm ái. Nhưng mà khi không có một cái căn bản của niềm tin thì làm sao chúng con chia sẻ với nhau được. Thì cha mẹ một phần nào đó, cái nỗi lo cũng nên thực tế để nêu ra là mình có cái sự quan tâm thật sự cho cái phúc lợi của người con, thay vì mình chỉ nói cái bổn phận là mình phải làm, mà lại thiếu cái phần gọi là nói đến sự quan tâm. Rồi thứ hai, cha không thấy vai trò của hai anh chị ở đây. Hai anh chị sẽ phải trình bày là
Đúng, chúng con thì một đứa thì là người Công giáo, còn một người thì không Công giáo. Nhưng mà chúng con yêu nhau và chúng con đến với nhau, và tình cảm chúng con dành cho nhau và sự hiểu biết chúng con cho nhau như thế nào, và cái sự cảm thông của chúng con qua cái công việc mà chúng con thấy là gia đình hai bên, cha mẹ hai bên, cái sự khác biệt như vậy, thì chúng con có những cái quan ngại như thế nào? Cha không thấy nghe nói về cái này, cho nên con lại giúp cho hai bạn để một cách nào đó trên cái bình diện bề mặt họ có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Rồi sau đó đó mình giúp cho họ thấy rằng là nếu một cái nhìn hôn nhân chính chắn cho mình thì cái sự giải quyết nó cũng sẽ có một cái hướng giải quyết chính chắn cho cái trường hợp của mình. Giáo hội có những cái khoản để mà đặt ra để giúp lợi ích linh hồn cho cái người mà Công giáo và phía mà một trong hai anh chị là người không Công giáo. Thí dụ như phép chuẩn về hôn phối là cái điều mà có thể cha mẹ nói đến, hoặc là con cái cũng cần nên chia sẻ với bố mẹ. Thì những cái đó nên nên có cái chỗ đứng ở trong cái khi mà tiến tới hôn nhân, tức là phải nói với nhau và cho nhau những cái quan tâm đấy. Thì cha thấy cái đó mới là điều đúng đắn. Còn nếu chỉ nói bổn phận phải làm không, thì cha thấy suốt đời mình sẽ không làm hết cái bổn phận mình đâu. Và nếu bổn phận thì vô tình mình hữu ý mình biến hôn nhân trở thành một cái công thức, và mình biến con người trở thành cái đối tượng để chúng ta làm chọn một số những cái điều mà cần thiết cho nó đẹp đẽ và cho nó phẳng phiu trên cái phương diện gọi là xã hội, tôn giáo hoặc là những mặt khác, mà thiếu cái chủ tâm ở trong con người của mình. Cảm ơn cha vì đã cho bọn con một số cái bí quyết để gỡ rối trong những hoàn cảnh như vậy. Cha không biết là bí quyết hay là gỡ rối. Nhiều khi cha nghĩ là đó chỉ là một cái kinh nghiệm tự nhiên thôi. Vậy có một câu hỏi nữa. Câu nữa. Nếu mà trong gia đình mà bị rối như vậy á cha, thì người con có được đi tu không? Có ảnh hưởng đến cái việc chịu chức sau này không ạ? Ý của con như vậy nghĩa làm sao? Dạ, ý là nếu mà gia đình ví dụ như ba mẹ mà không có phép tắc gì hết á, sinh ra một người con thì người con nó có ước muốn đi tu, thì nó có ảnh hưởng không ạ? Cha mẹ nếu như không có sống đời sống hôn nhân mà một phần nào, thí dụ như cả hai người đều là người Công giáo mà lại không có bí tích hôn phối, hoặc là hai người sống với nhau mà không có một cái khế ước nào hết, thì trước hết thì cha mẹ thì đời sống tự nhiên thì làm cha làm mẹ và có con, đúng không ạ? Đấy. Thế thì trong những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng con cảm nghĩ như thế nào? Bây giờ cha hỏi Phúc, nếu mà người con mà muốn đi tu mà cha mẹ như vậy thì cái cảm nghĩ của con như thế nào? Nếu là vị đó là của con. Nếu con mà đi tu thì con vẫn cứ đi tu thôi, tại vì cái việc đi tu đối với con là Chúa gọi con chứ không phải là Chúa gọi bố mẹ con hay là gì đó. Chúa cũng gọi bố mẹ con trong một cái phương diện là bố mẹ con đã cho con được cái món quà của ơn gọi. Thì nó cũng có một cái sự liên đới ở trong đó. Thì nếu mà trả lời một cách khách quan thì có thể nói như thế này là ơn gọi thì khởi đầu từ một cái lời mời. Và Chúa có nhiều cách mời gọi, có thể mời gọi cá nhân đó qua đương sự là cái người mà muốn ao ước sống cái đời sống gọi là đời sống tu trì ha. Thế còn thì cha mẹ khi mà đời sống hôn nhân cũng là một cái bậc sống, và nó cũng là một cái điều để cho người con cũng có thể thấy đó là một ơn gọi. Thì có lẽ đây cũng là một cái dịp cho người con để có thể nói về bố mẹ mình. Có thể nói với bố mẹ là con khám phá đây là một ơn gọi để đáp trả. Mà con thấy cha mẹ đã sống với nhau và bố mẹ đã cho con một cuộc sống rất là tốt đẹp, cho con được một cái nền tảng của đời sống đạo đức mà con khám phá đó, ơn gọi ngày hôm nay, thì hẳn chắc chắn nó cũng là một món quà mà Chúa ban cho cái đời sống hôn nhân của bố mẹ. Vậy thì bố mẹ nghĩ sao trong những hoàn cảnh như thế này, và trong khi mà con đang ao ước muốn tiến đến cái đời sống ơn gọi, thì có bao giờ bố mẹ nghĩ là trong cái vị trí của con, sự đóng góp của cha mẹ cũng là một phần ở trong đó, món quà tình yêu mà bố mẹ cho con được cái vinh dự để bước tới Chúa, thì vinh dự đó cũng được nối tới bố mẹ đấy. Mà con thấy con ví dụ nha cha, có một gia đình đi là ba mẹ đều bị rối, là tức là người bố ngoại đạo, người mẹ có đạo, rồi không có phép tắc gì hết, và sinh ra một người con thì người con nó theo đạo và cũng thánh thiện, cũng thích yêu Chúa, nhưng mà khi mà người muốn đi tu thì ba mẹ không đồng ý, thì ba mẹ nhất quyết thì người con đấy phải làm sao à? Gia mẹ đang rối như vậy mà ba mẹ lại cũng không hợp tác với con trong vấn đề đi tu nữa. Thì thật sự ra mà nói thì cha mẹ có cái ý kiến riêng của bố mẹ, chúng con không có nên thuyết phục gọi là bố mẹ, mà chúng con có lẽ là thuyết phục với lại cái chính cái hoàn cảnh có thể làm cho bố mẹ có cái ý kiến đấy.
hoặc là mình nên thuyết phục với chính mình nên bắt đầu đặt ra những câu hỏi rất là nghiêm túc về cuộc sống của mình và nói rằng là thế thì ơn gọi mà tôi muốn đáp trả cho Chúa và trong đó không thể loại trừ tha nhân thì cha mẹ của tôi cũng là một trong đối tượng đấy. Thì nếu mà cái quan tâm nó đủ mà quan tâm nó trong cái tình yêu và cái tình thương mến của mình đối với cha mẹ thì những điều người con trình bày cho cha mẹ thì chắc là cha mẹ coi đó cũng là một cái cơ hội. Biết đâu cha mẹ cảm thấy đây là một cái cơ hội để mình bắt đầu để ý tới. Còn như cha mẹ là một người hoàn toàn không chia sẻ một cái kinh nghiệm niềm tin của mình, tức là không có một cái khái niệm hay là cũng không có cảm nghiệm gì về đời sống tâm linh để mà có thể khuyến khích con hoặc là có thể nói cái sự ưng thuận, thì người con đến mức nào đó thì có thể nói với lòng mình như thế này, thì có những cái giới hạn mà mình không thể làm được. Cái giới hạn đó là mình không thay đổi được bố mẹ mình, và mình cũng nên trình bày cái điều đó với lại vị bề trên hoặc là một cha linh hướng để cha có thể giúp cho mình cái điều đó. Về phần cha thì cha thấy như thế này, giáo hội đòi buộc trước hết mình là người trực tiếp để mà đáp trả ơn gọi. Thế thì trong những trường hợp như vậy, nếu như cái việc mà chống đối nó trở thành một cái điều kịch liệt, chẳng hạn như cha không nói đến cái chữ là ở không có bằng lòng, nhưng mà thôi thì mình việc của mình làm thì bố mẹ cũng tôn trọng, thì cái cha không nói cái đó. Nếu mà bố mẹ kịch liệt chống đối, bố mẹ bằng mọi cách không cho con mình để bước chân và chọn cái đời sống đó, thì có lẽ mình cũng nên khôn ngoan để ý đến điều này. Giáo hội nói là nếu như trong trường hợp đó nó có ảnh hưởng đến đời sống ơn gọi của người này và cho những cái gì danh dự và tiếng tăm người này chung quanh không, thì giáo hội nói sẽ có. Đó. Giáo hội có thể nói là con nên để ý cái đó, con nên bắt đầu làm việc với những cái đó trước đi đã, trước khi con nghĩ đến cái chuyện mà con bắt đầu bước chân vào ơn gọi. Và cái thứ hai, nếu con đã cẩn thận làm điều đó rồi thì có thể giáo hội khôn ngoan, có lẽ cái nơi chốn, cái nơi mà mình tiến tới trong cái đời sống ơn gọi, cái chỗ đó có thể nó không thích hợp chỗ đó, mình nên tìm một cái chỗ xa xa đi một tí. Thì nếu như vậy, tức là nó không có làm cái cớ cho kẻ khác phải cảm thấy quá ư là bị vấp ngã vào trong những cái chuyện như thế này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.